Tiên xin chào quý bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiện Tiên ha. Anh cái này cái phần này là cúng trên mộ của chú Di Linh. Dạ. Còn cái này là các anh em YouTube. Rồi rồi. Còn này là phần chú Di Linh phải không? Dạ dạ. Vậy là cái này tính cái này là cúng trên mộ đúng không anh? Cái này chỉ cúng trên mộ. Phần này nè. Dạ, hai phần đó là không, cái này là yến và cái này là bánh trung thu của này cho chú. Cái này cũng như mọi người. Dạ, rồi bây giờ mấy anh em đem hỗ trợ em hàng sách vô. Ơi lên nhảy nhảy. Dạ. Ủa sao nó dính dính lum lum vậy? Dạ. Rồi đem vô. Cảm ơn anh nha. Trung thu. Dạ, dạ. Em vô cúng cậu. Cảm ơn cả nhà. Mà cả nhà. Chị Linh nó Mỹ hả? Chị Linh ngày hôm qua hả? Chị Linh ở Úc á. Chị Linh ở Úc á, bình thường hay cúng á. Mấy em cúng lớn ở Hoa Viên á anh. Cậu là yến với bánh hả? Yến xào với bánh trung thu. Còn cái 10 hộp mà nhỏ này là cúng mấy Phượng Đỉnh yến xào. Cúng chú là yến xào với bánh trung thu. Còn những cái bánh trung thu này thì cái này mình mang để kia nha, cái này chị để cho bàn thờ chứ em nha. Cái này để em bàn thờ. Cái kia nữa. Đem xuống dưới đây mình xách lên. Linh ở Úc. Mà con ổng nói chị đốt ở Linh. Bây giờ cái 10 cái hộp này là mình không có cúng nha. 10 cái hộp này không cúng, thì cúng 2 cái hộp lớn này thôi. Cái nào cúng cậu đem lên cho cậu trước đi. Không phải, phải lấy cái này. Quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Thì hôm nay là Quý đang có mắt cùng Quy. Sao cũng đây là vô tình. Qua đây thì thấy là anh em màu đỏ luôn. Ơi, màu. Cái màu của mình cũng là màu đỏ luôn. Cái lưỡi mình cũng màu đỏ luôn. Cũng màu đỏ luôn. Đâu có tôi mới pha son. Cái lưỡi không có đỏ. Bởi vì mày không có biết. Nó là bữa nay. Có không em? Cái màu đỏ phải pha son màu đỏ. Mà như chúng mình chơi cái hộp có không vậy? Này không thấy. Kéo. Chưa chút nữa. Chờ chút nữa mới quá trang anh em YouTube. Anh em đếm là đủ là 10 hộp nha. Có đem son hay không? Có. Không có ra xe chỉ có. Rồi em muốn một tí tầm 4 hả em? Có một tí nữa. Em đầy đủ hết. Nào muốn la giống con liên rồi ra. Đó là ông ép ta được. Đó là việc thư của ta. Ủa nãy không đỏ bây giờ đỏ hết trơn rồi. Ê, có tiêu nữa, lát phát áo cho ốc tiêu luôn để cho ốc tiêu đỏ luôn. Dạ. Ông lấy ốc tiêu đâu thích màu đỏ không? Tiêu đỏ nữa. Ốc tiêu nó phải màu đỏ. Nó phải màu tím thôi. Rồi bây giờ em cầm giúp anh đi lấy cho cắm rồi. Cúng xuống đi hết. Từ từ anh để lo. Mang đem cái này luôn, còn cái này cũng phải cúng luôn mà đúng không? Không hả? Cái đó phải làm cái này để đi màu nó 15 mét cầm vô luôn. Cái này là cái này. 4 hộp luôn hả? Để chơi vô nhé. À xong hả thôi. Đây là xong cái bánh này nó có bông sen. Chị Linh ở Úc, cô chú anh chị. Thì chị có gửi bánh trung thu cho mấy anh em ủng hộ YouTube của mấy kiếp cô chú anh chị một cái ha. Cùng với là bao yến. Yến là hộp yến với lại là hộp bánh trung thu phần riêng để cho cúng cho chú Vũ Linh cô chú anh chị. Bây giờ là chờ ớt lên cúng ha. Trời, cái ấm em ở ngoài đó. Cái ấm em ở ngoài đó đó, ngay chỗ sư đang ngồi đó. Chị đem lên nhà chờ, chị cắm giùm em đi. Nóng nước trà, nóng nước nóng đúng không? Ờ, đặng em chế trà, đặng cúng chú này nè. Nhanh nha chị. Đó nước có sẵn trong đó, coi nếu mà ít thì vô ra nó lấy nước suối này nè. Để thêm vô. Chú anh ơi, em còn phải nấu nước trà nữa. Cảm ơn các anh.
đẩy xuống đây từ từ. Bây giờ nói cho chú Tiểu với anh Quy luôn là đúng không nè. Cảm ơn, cảm ơn chú. Ăn không ta? Ăn cá thôi, ăn cá thôi. Vậy ăn cà phê cần. Ở thì mình chuẩn bị đủ hết rồi mình sẽ ở định lấy khăn quàng mà đỏ cho của một con á, đội đỏ hơn 15 mét đưa rồi thôi khỏi lấy khăn quàng đi. Khăn quàng định lấy khăn quàng màu đỏ của một con á, đội lên. Không nói gì. Lấy khăn quàng màu đỏ, đội lên. Lấy khăn màu đỏ mà bây giờ 15 mét đưa cái nón rồi thổi đội khăn quàng. Thiếu đôi vàng màu đỏ nha. Gì? Thiếu đôi vàng màu đỏ. Đó là cái bình bự khăn quàng màu đỏ nữa, bữa nay không biết hát còn gì à. Là hát cô chú lấy chân trà để cúng cho chú Nguyễn Linh bánh trung thu với trà của chú anh chị. Như em đi em, để ba thử coi. Để ba gì anh? Là cô bé khăn quàng màu đỏ đó. Thôi gọi ông muốn chị tin màu đỏ nữa chứ. Ta chịu nổi không? Muốn ghét mà vậy mà cô chú trên kênh kêu giảm cân biết sao giảm. Ngày là 4-5 chai xì tin. Để ăn ha. Ờ mà thôi anh chưa hát cái bụng luôn. Cái bài hòa nhạc trung thu của trẻ em rất là nhiều luôn mà. Đây là hôm nay là anh em mình không có nón màu đỏ thì 15 mét là sẽ đưa anh em mình nón màu đỏ. Dạ. Kêu chị lấy rửa chưa? Kêu chị rửa. Wow, ông Trung đẹp thế. Rồi đây là cũng cảm ơn chị Hồng Ngọc hả? Rồi cảm ơn chị Hồng Ngọc nha. Bữa nay tụi em có nón màu tím cũng có, màu đỏ cũng có. Cảm ơn chị Ngọc. Rồi cái này chị rửa giúp em nha. Bây giờ mình có nước sôi cái là mình có. Trời ơi quá trời đẹp. Mời chú dùng bánh trung thu nước trà. Không được hai cái. Tiêu cái nó kìa. Ốc tiêu đưa rồi mà. Đưa rồi đổi đi. Tiêu có áo không? Tiêu có áo mà. Tiêu có áo không? Ốc tiêu có áo đưa áo luôn rồi mà. Ốc tiêu có áo nè. Ok, hai rồi mặc đi. Nó đang lỡ quay. À, ba lỡ quay. Lỡ rồi cho cùi luôn. Để hai đứa nhiều khi cái nhỏ nó sao ốc tiêu không có. Cái con mình tại vì ốc tiêu chưa mà. Nó đang chưa có đi tay nó để chờ em quay cho đi. Giờ hôm nay là mình đang đỏ là giờ ai mà núp ở đâu cũng thấy luôn. Dạ đó nè. Hôm nay là có ở chú Tiểu nè. Mấy chị đem cái mấy cái bánh trung thu này qua bên bàn mình đó để em ha. Một lát cái bàn này chúng ta sẽ tính ra cái mức kiếm này nó hợp màu đỏ chứ đâu hợp màu tím đâu nè. Sao lấy cái khăn này? Đâu cái khăn này khăn mét 2 mà. Mình sẽ mình không lấy khăn mét rưỡi. Lấy đỡ thôi. Lấy đỡ. Chứ đâu phải khăn này để cúng đâu. Ý là bạn lấy khăn đó chứ bạn lấy kỳ quá. Bạn đứng cái màu đỏ đỏ nhiều nhiều cho nên. Đâu rồi? Chị ơi. Lấy cái này thay qua đó mềm em luôn. Đứng để hai nữa cúng luôn. Chụp cái làm hình này em. Cho Tiên ơi. Đúng rồi. Cô chú ơi, đây là chừng ngã nha chị. Biển đỏ luôn nha cô chú. Chúa. Còn. Dạ phải cho mình chị chú được. Vô. Sao mình pha trà chị. Dạ. Ở đây. Đó nè. Là chưa đâu không có đâu. Dạ. Tiên đang chụp cái rồi. Em vô luôn đi. Thôi. Em đưa cái bình giữ nhiệt cho chị vô. Vô nãy giờ em đang đứng quay. Mà chị đang nấu nước chảnh mà mới đi nấu à. Ok nha. Thế là lát cho chị chế cho cái bình đó luôn. Mấy này là rồi, cái trà hồi hôm mình mua không? Đang đứng hả? Đúng rồi. Trà của mình mua á. Còn chị Hồng Ngọc là ủa vậy mình bỏ vô đó hay sao? Hả? Mình bỏ vô cái xác vô trong đó luôn hay sao? Nó khác nha. Mượn luôn được mà. Trước sau gì mình cũng dặn cho chú mà. Ờ. Anh em đứng nhớ cô chú anh chị trung thu yến trà sáu ông mà sao yến rồi đâu mà yến xuống xuống ông ha. Ở trước đó thì cảm ơn chị Linh chúc chị có sức khỏe gia đình gia đạo bình an chị nhà bạn cũng trưa nay thì hai bạn cái gì sao lạ vậy? Dầu nó tạt em. Vàng hết rồi. Cái miếng sắt đó đó, chảy miếng nhôm. Vậy có sao không đây? Không con cô bác mình thấy là buổi sáng hôm nay thì
tại mộ của cô Năm đó thì phan tem áo đỏ. Ừ, tem áo đỏ này mà đi đâu chắc nổi hơn hơn màu tím nữa giờ. Gỡ tại cả hoa viên. Ê, cô giờ là sư cô đi về cô chú anh chị. Quá đẹp luôn mà con cô bác ơi. Đó. Ok, được chưa? Rồi, nó sát rồi, em tự cắn đi. Giờ sư đi về cô chú anh chị. Chào cô, chào sư cô nha. Con chào sư cô nha cô. Bye bye. Chúc cô nhiều sức khỏe, tu hành tinh tấn. Thân tâm mang lại thôi tinh tấn. Mỗi lần không biết ai nói cô bye bye, cái cô nói gút bye dép bye. Rồi giờ sơ cô về. Rồi chào chú Phú nha chú Phú. À, chào chú. Cô cũng mong cô khỏe, cô ai lên đây. Dạ. Trước là cũng vui lên sau thăm hết tụi con. Dạ. Quá quý rồi. Rồi con chào cô. Rồi, cô ra về cô chú anh chị. Rồi, cái video của Huyền Tiên xin kết thúc. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh của Huyền Tiên có một ngày tốt lành nha.